Trở lại với kênh Sống Khỏe. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn cách làm bánh tằm khoai mì rất ngon và đơn giản tại nhà. Và để thực hiện món này thì mình cần chuẩn bị những nguyên liệu. Đầu tiên là 1 kg khoai mì đã bóc vỏ. Khoai mì đây mình bóc vỏ, mình ngâm 4 đến 6 tiếng. Mình ngâm cho nó ra hết cái nhựa và mủ của khoai mì đó. Đây mình ngâm mà nó nứt luôn này nè. Một 100g bột năng, 120g đường, 50g dừa nạo, 100g dừa nạo ép lấy nước, một ít đậu phộng để mình làm đậu phộng muối mè. Đây mình sử dụng quả gấc và một ít lá dứa để mình tạo màu cho bánh. Nguyên liệu đã xong thì mình đi bào khoai mì. Ở đây mình dùng cái bằng bào để mình bào tay á. Nếu mà bạn nào mà không có cái đồ bào khoai mì á thì các bạn cũng có thể lấy cái dao bào rau củ đấy, các bạn bào mỏng ra và cho vô máy xay sinh tố xay vẫn được nha. Khoai mì sau khi bào xong thì mình đem đi mình lựa những cái vụn khoai mì và những cái sợi khoai mì đó ra hết. Và mình đem mình vắt khoai mì cho nó thật là khô nước. Cái nước vắt khoai mì này nè, mọi người đừng có bỏ nha. Giữ lại để mình lắng, mình lấy cái tinh bột khoai mì, mình bỏ trở lại. Trong cái thời gian mà đợi lấy tinh bột khoai mì đó thì mình sẽ đem quả gấc và lá dứa để mình lấy màu. Thì màu của lá dứa thì các bạn có thể sắc nhuyễn và đem đi giã xong lượt qua gây hoặc là bỏ vô máy xay sinh tố, các bạn xay và các bạn gây lấy nước cũng được. Về màu gấc á thì mình sẽ đem đi lấy thịt, mình dầm với ít nước, mình cũng lượt qua gây luôn để cho cái màu trái gấc này nó mịn hơn và nó đều màu hơn, nó không bị lợn cợn. Giờ đã lấy màu xong rồi thì cái phần tinh bột khoai mì nó cũng đã lắng xuống. Mình bỏ hết cái nước trong và mình lấy cái phần tinh bột bỏ trở lại cái phần khoai mì bào.
tục mình sẽ cho 100g bột củ năng vào bột khoai mì. Bột củ năng này nó sẽ làm cho khoai mì của mình á, nó mềm dẻo và nó ngon hơn. 120g đường. Một trăm gram dừa nạo ép lấy nước. Nước cốt dừa này nó sẽ làm cho bánh mình béo và nó sẽ thơm hơn. Bây giờ mình nhào bột là mình tiếp tục mình trộn bột cho nó tan đều hết cái hỗn hợp này. Sau đó mình đem mình phân 3 phần để mình tạo màu. Về phần màu lá dứa thì ở đây nếu mình muốn màu nó tươi nó đẹp hơn á, đây mình cho thêm một ít hương lá dứa. Tiếp tục đến màu gốc. Còn trộn đều tay nhé. Bạn nhớ đừng có trộn màu đậm quá, tại vì khi mà bánh chín á cái màu nó lên sẽ đậm hơn rất là nhiều. Trộn màu xong thì bây giờ mình đem đi hấp được rồi đó các bạn. Và hấp ở đây thì mình sẽ không dùng sửng mà mình dùng cái lá chuối á, mình nắn lên để cho cái bánh của mình nó mỏng và nó mau chín hơn nữa. Nồi đã hấp đã sâu thì bây giờ mình cho bánh vào. Các bạn có thể là hấp lần lượt từng màu. Ở đây thì mình làm 3 màu để cho các bạn thấy cho nó dễ nhìn hơn. Bạn hấp lần lượt cho đến hết. Đây mình hấp khoảng 15 phút. Mình hấp khi nào mình mở nắp ra mà thấy cái bánh nó trong á, nó không còn màu đục nữa đó, là bánh đã chín rồi đó các bạn. Rồi bánh chín rồi nè, mình đi mình gấp ra, mình để cho nguội, mình hấp lần lượt như vậy cho đến hết nha. Giờ bánh đã hấp xong rồi nè, mình để cho nó nguội chút xíu nên mình lột mình lấy bánh ra. Thì bây giờ đến cái phần cắt bánh. Đây cắt bánh các bạn có thể thoa thêm ít dầu ăn thì cắt nó dễ hơn. Ở đây mình không thoa cho nên mình cắt nó hơi khó. Mình cắt thành những cái sợi dài vừa ăn như vậy nè. Đấy, đây đã xong rồi nè. Bánh cắt xong thì mình nêm trộn dừa nạo rồi mình gắt muối mè lên là mình có thể ăn được rồi đó các bạn. Các bạn nào á, phải một lần làm thử bánh mầm khoai mì đi ăn đi. Nó rất là ngon luôn đó. Đây mình gắp lên mình ăn thử nè. Rất là ngon, màu lá dứa nó thơm, thật là thơm luôn á. Và các bạn ơi, món bánh mầm khoai mì của mình đã thực hiện xong rồi đó. Nếu các bạn thấy thích video của mình thì hãy cho mình một like và đừng quên nhấn nút